Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ trang phục đặc biệt sẽ mặc trong sự kiện đêm từ thiện của Miss World 2021. Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã hé lộ về bộ trang phục mà cô sẽ mặc để tham dự sự kiện từ thiện của cuộc thi Miss World 2021 tổ chức tại Puerto Rico. Vốn đề cao vẻ đẹp nhân ái nên sự kiện đêm từ thiện được coi là vô cùng quan trọng và ý nghĩa tại Miss World. Đây là sự kiện mà các thí sinh có thể mang tới những món quà để tham gia đấu giá, gây quỹ từ thiện. Không chọn áo dài truyền thống như thường lệ, lần này đại diện Việt Nam mang tới một thiết kế mang đậm chất trẻ trung và thanh lịch. Thiết kế mà cô sẽ diện trong sự kiện này là một bộ váy tông màu trắng với phần thân được đính kết vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ. Thiết kế với phần chân váy xòe độc đáo giúp cho Đỗ Thị Hà phô diễn được trọn vẹn đôi chân dài 1m1 cực kỳ gợi cảm. Có thể nói đây là một thiết kế vừa trẻ trung, quyến rũ nhưng cũng rất thanh lịch. Đỗ Thị Hà đang dần đi tới chặng đường cuối cùng của cuộc thi Miss World 2021. Cô cho biết, càng gần đến ngày chung kết, ban tổ chức Miss World càng thắt chặt công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang, không chia sẻ thức ăn, không giao tiếp với người lạ. Có những thí sinh có người thân bay sang Puerto Rico để cổ vũ, nhưng ban tổ chức cũng không cho gặp để đảm bảo an toàn. Gần đến ngày chung kết, người đẹp xứ Thanh chia sẻ cảm giác bồi hồi khi sắp phải xa các bạn cùng thi vì họ đã rất gần gũi, thường xuyên quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Mọi người rất quan tâm đến nhau nên Hà rất dễ hòa đồng và không có cảm giác bị lạc lõng, cô chia sẻ. Trước thềm chung kết, Đỗ Thị Hà không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp vì format cuộc thi năm nay có khá nhiều sự thay đổi. Theo đó, mỗi năm những người đẹp lọt top 10 phần thi dự án nhân ái sẽ được vào thẳng top 40. Nhưng năm nay, ban tổ chức chọn top 30 nên chỉ những người đẹp lọt top 5 nhân ái mới được vào top 30. Chung kết Miss World 2021 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 sắp tới và dự kiến được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của cuộc thi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.